là mỗi buổi sáng khi thức dậy, là nơi tình bạn được thăng hoa, là những lúc cùng nhau ăn uống. Hay những chuyến đi khám phá rừng núi. Là những buổi chiều mát mẻ trên sân thượng, hay những lễ hội hoa cảnh đẹp. Tất cả sẽ có trong kênh Su Chin TV. Rất vui được chào đón các bạn.